Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng hàng ngày trên chiếc xe đạp cũ bà Lương Thị Nụ, 66 tuổi, ở thôn 2, xã Eta, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, vẫn phải rong ruổi hàng chục cây số mua phế liệu để bán, kiếm thêm thu nhập chăm lo cho đứa con gái bị bại não. Hoàn cảnh đáng thương của bà Nụ rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để phần nào giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, nhất là khi Tết đang cận kề. Sắp xếp xong đống phế liệu vừa đi mua về, bà Nụ lại tất bật vào chăm sóc cho đứa con gái thứ ba, Cao Thị Cẩn Tiền Nữ, sinh năm 1997, bị bại não từ nhỏ. Bao năm qua bà Nụ chưa được một đêm yên giấc, chưa một ngày được thảnh thơi. Nhìn con gái đang trong tuổi thanh xuân, chỉ biết ngồi một chỗ, không biết nói biết cười, khiến trái tim bà lại quặn thắt. Giá như con bà không bị bệnh, thì giờ cũng có thể đã có mái ấm gia đình như bao người khác. Bản thân bà Nụ cũng mang nhiều chứng bệnh trong người, nhưng vì con gái, bà vẫn phải cố gắng, gắng gượng mỗi ngày. Vì đi nhà lượm đi bán, đi mua, có người thì họ cũng thương, họ đẻ cho, có người thì họ bán rẻ, họ cho. Thì cũng ngày cũng kiếm được răm 30 hoặc là 100. Còn có ngày không đi được chứ đau lắm, đau chân lắm, đứng thế này cũng không chịu nổi. Không đơn giản đâu. Thế cho nên là tôi bây giờ tôi phải lạc quan thôi, chứ bây giờ mình cứ vớ vẩn thế này thì u buồn thì rồi ai nuôi con? Con gái thì đi hết rồi. Bây giờ mình làm đấy rồi ai chăm con mình? Phải cố gắng. Tôi độc tự động viên tôi thôi. Chăn trở nhất được của tôi bây giờ là lúc nó đau ốm mày, hoặc là lúc nó thay bỉm đây này, ngay lúc thay bỉm thôi là đã thấy khó khăn rồi. Năn nộn nó qua bên nọ qua bên kia để thay cái bỉm ấy cũng thấy mệt lắm rồi. Nó đau dễ rồi, đau bây giờ nó đau cái lưng này, xong nó đau cái chân nó tê luôn. Nó phải cố gắng đấy. Bây giờ là cái điều đó là tôi lo nhất đây này. Bây giờ tôi mà không cố gắng, tôi lo làm thì không có dưỡng được bệnh là không ai chăm sóc tôi và con luôn. Theo lời kể của bà Nụ, năm 1980, gia đình bà rời quê hương Thái Bình vào Đắk Lắk để lập nghiệp. Sau khi sinh Cao Thị Cẩm Tiên Nữ, thấy con gái có biểu hiện không bình thường, vợ chồng bà đã chạy chữa thuốc thang khắp nơi, nhưng vẫn không có kết quả gì. Cuộc sống vốn đã khó khăn, con gái lại bị bệnh nặng khiến cho gia đình bà càng rơi vào túng quẫn. Không cán đáng nổi việc gia đình, chồng bà đã bỏ đi, để lại một mình bà gồng gánh nuôi ba người con. Để có tiền trang trải cuộc sống, ngoài ba sào cà phê già cỗi, nguồn thu chẳng được là bao, bà Nụ phải đi mua thêm phế liệu để bán. Do sức khỏe yếu nên mỗi ngày bà chỉ kiếm được mấy chục nghìn, chỉ đủ cơm rau qua ngày. Hai người con gái đầu của bà vừa mới lập gia đình, cuộc sống cũng đang khó khăn nên chưa thể phụ giúp thêm được cho mẹ. Khổ quá, vẫn còn phải bươi trải như thế này. Xong là đêm hôm thì không được ngủ đâu, nó phọi quậy nó phá lắm. Xong rồi ngày thì đi làm như vậy này. À, lúc nó bệnh tật thì chở bằng xe máy ấy, chứ không có xe ô tô. Điều kiện nó khó khăn, không có tiền để thuê đó. Thế là nhờ chị em ruột đấy nó chở đi, người đằng sau giữ nó. Đi lên bệnh viện thì 5 bữa nửa tháng lại cho về. Về xong rồi lại thời gian lâu lâu lại đi. Tôi thấy cực quá đi, bây giờ tôi chỉ mong sao xã hội mới lại nhà nước mà nhìn đến được, giúp đỡ được chút ít nào thì tôi cảm ơn thôi, chứ còn tôi bây giờ tôi chả biết làm sao. Hoàn cảnh của gia đình chị Nương chị Nụ này thực sự là đặc biệt khó khăn. Vì tuổi thì chị đã cao, sức chị đã yếu, mà cháu nhỏ là cũng đã cháu đã bị mắc cái căn bệnh từ nhỏ bẩm sinh, mà cho tới năm nay cháu đã 27 tuổi. Thì tuy nhiên là chúng tôi cũng biết những các cái hoàn cảnh của địa phương rất là khó khăn. Nhân đây thì thay mặt cho chính quyền địa phương sở tại, chúng tôi cũng rất mong rằng tất cả những nhà hảo tâm mà trên mọi miền Tổ quốc cũng như là của tỉnh Đắk Lắk chúng ta là cũng chung tay cùng với lại gia đình cũng như là địa phương của chúng tôi để góp một phần nào đó và hỗ trợ một phần nào đó để vơi đi những nỗi buồn và thêm thắp cùng với lại gia đình bớt đi những cái nỗi nhọc nhằn khó khăn mà gia đình phải gánh chịu 27 năm qua vì bệnh tật của cháu. Tết là khoảng thời gian ý nghĩa nhất của người Việt Nam. Đây là khoảng thời gian vui nhất, nhộn nhịp nhất, ấm áp nhất, nhằm giúp mẹ con bà Nụ vượt qua khó khăn để thêm điều kiện để đón Tết.
Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự ủng hộ xin gửi về bà Lương Thị Nụ, thôn 2 xã Eta, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, nơi tiếp nhận: Phòng Tài chính và Dịch vụ Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, số 1 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại 02623 850 962 và 02623 810 375.